Got a priest here, and we got a. Here's the I gotta bride. oversee. Dude, there's a village out here. They're I'm all next to a men. village. This is a gay marriage. Anyone that doesn't vote us a seven, homophobic. Yeah. Look at this. Homophobic. Nothing but homophobia. You Oh, enjoying I your see super you. chats, big man? Yeah? Yeah, Yeah? yeah. He can't even make eye contact. Officer, Whoa. I drop kicked that child in self-defense. Yeah. You gotta believe Right. me. So, you know the start of Pokemon. You gotta choose which one of these three that you wanna have. Wilbur has made Alexander Chenoplet sinh ngày 1 tháng 6 năm 1999, là một YouTuber người Mỹ với lĩnh vực hoạt động là đăng tải các video sáng tạo nội dung về tựa game Minecraft. Tính đến cuối tháng 7 năm 2022, kênh YouTube của anh đã đạt được mốc 15 triệu người đăng ký, trở thành một trong những YouTuber về Minecraft có lượt xem nhiều nhất YouTube. Bằng khiếu hài hước dí dỏm, những câu đùa dark joke tiểu táo, cùng giọng nói của một ông chú U40 một ngày hút 6 bao thuốc lá, Alex đã chinh phục một lượng lớn người xem đông đảo, từ trẻ em cho đến người trưởng thành. Ẩn giấu trong chất giọng trầm sâu ấy, Alex luôn mang đến cho người xem của mình một nguồn năng lượng tích cực dồi dào, thổi bay bao muộn phiền và stress đã tích tụ trong cuộc sống, để không biết từ bao giờ đặt lên môi chúng ta một nụ cười, và sau đó thì để lại những tràng cười sảng khoái mà chàng vua lợn đã mang lại. Anh chính là động lực và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Đi kèm với khiếu hài hước linh hoạt đó, Alex còn sở hữu cho mình một kỹ năng PvP thượng thừa đã được kiểm chứng qua hàng loạt danh hiệu mà anh giành được, bao gồm chuỗi 1818 trận thắng liên tiếp ở chế độ Bad War, danh hiệu Pick Plus 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 cho thành tích thắng 4 tuần Minecraft Monday, điều mà chưa một YouTuber nào đạt được. Anh cũng cùng team Sleepy Boy Sync thắng Minecraft Champions và giành luôn danh hiệu MVP cá nhân. Chiến thắng Dream trong trận solo 1 đấu 1 trị giá 100.000 đô la của MrBeast, vua khoai tây, người đàn ông nhanh nhất Skyblock. Từ bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Alex được mệnh danh là người giỏi nhất thế giới về PvP trong Minecraft. Tuy nhiên, để xây dựng được kênh YouTube lớn mạnh, giành được cảm tình của người xem như vậy, ít ai biết được rằng Technoblade đã phải trải qua một cuộc hành trình cực kỳ dài, không ngừng phấn đấu và cố gắng, và cũng luôn song hành với sự khó khăn và thử thách. Alex đã bắt đầu những bước đi đầu tiên về sự nghiệp YouTube của mình từ năm 10 tuổi. Đó là 2009, khi anh đăng các video đầu tiên lên kênh Studio Lore với các nội dung về Roblox và Team Fortress 2. Nhưng với chất lượng hình ảnh thì chỉ ngang với bộ tứ siêu đẳng, nên sau 4 năm thì channel đã thu về tận 47 sub. Alex với ước mơ đạt được 10 triệu sub của mình hiểu rằng nếu muốn phát triển, anh cần phải tìm một hướng đi mới. Và vào thời điểm đấy, chỉ có duy nhất một tựa game có thể giúp anh thực hiện ước mơ này: Minecraft. Bắt tay vào với sự quyết tâm và nghiêm túc hơn trước, anh chuyển sang channel mới. Ngày 28 tháng 10 năm 2013, channel được thành lập, chính thức lấy cái tên Technoblade. Ở giai đoạn đầu, Alex tham gia vào chế độ PvP ở các server nhỏ, nhanh chóng thống trị những server này bằng kỹ năng của mình. Nhưng có vẻ lượng view lại không khả quan cho lắm khi anh chỉ nhận được vỏn vẹn 300 sub sau 6 tháng. Để video của mình có thể chạm tới nhiều viewer hơn, anh cần một server lớn và ổn định. Đó là thời điểm anh chọn gia nhập vào server Hypixel, server Minecraft lớn nhất lúc đó với gần 100.000 người chơi. Tới với Hypixel, Alex thực hiện những video trong series Blitz Survival Hunger Games của mình. Tới khoảng gần một năm sau thì kênh đạt được khoảng 14.000 sub. Khá là khiêm tốn nhưng cũng đủ mang lại cho Alex một khoản thu nhập đầu tiên. Anh quyết định dùng số tiền nhận được từ YouTube để chạy quảng cáo cho các video của mình trên các kênh Minecraft khác, đồng thời với đó là đăng các đoạn montage Hunger Games. Tới tháng 6 năm 2015, Hyperpixel ra mắt chế độ chơi mới mang tên Skywar, trở thành mini game được chơi nhiều kỷ lục của Minecraft với thời điểm đó là 8.000 người chơi cùng một lúc. Alex ngay lập tức thấy được tiềm năng của nội dung đó, do vậy anh đã không ngừng tập luyện, mài giũa kỹ năng, đồng thời đổ xác các YouTuber khác để tăng độ phủ sóng cho channel của mình. Với việc cho ra các video về Skywar trong suốt 2 năm, Alex đã đạt được núp bạc vào mùa hè năm 2017. Ở giai đoạn tiếp theo, lượng view và sub bắt đầu tăng đều và ổn định hơn. Nhờ những buổi livestream với thời lượng 5 tiếng một ngày, Alex cũng đã sở hữu video đầu tiên đạt mốc 1 triệu view. Đó là video phá đảo Minecraft Hard Mode bằng vô lăng ô tô. Video sau đó mang về cho anh tới gần 6 triệu lượt xem, giúp kênh nhảy vọt lên cột mốc 350.000 sub.
Hyperpixel sau đó liên tục ra mắt minigame mới mang tên Bad World và nó nhanh chóng ghi nhận số lượng người chơi kỷ lục với 20.000 người chơi cùng một lúc, kéo Alex vào chế độ chơi mới này. Ở đây, anh lại xác lập vị trí thống trị của mình với một chuỗi hơn 200 trận thắng liên tiếp. Con số này không dừng lại ở đó, và Xenoblade đã đạt được thành tựu 1.000 trận thắng liên tiếp, và chuỗi thắng đấy chỉ dừng lại ở con số 1.818. Đây cũng chính là thời điểm mà Xenoblade đạt được 1 triệu sub. Đến tháng 8 năm 2019, Techno tham gia giải đấu Minecraft Monday do YouTuber Kimstar tổ chức. Tại đây, anh trở thành YouTuber đầu tiên giành chiến thắng 4 tuần liên tiếp. Do đó, anh đã được Hyperpixel tặng cho danh hiệu Pick +++. Khoảng 3 tháng sau, cụ thể là cuối tháng 11 năm 2019, Xenoblade tham gia vào máy chủ SMP Earth, nơi được mô phỏng theo chính bản đồ trái đất với tỷ lệ 1/3000. Nhiệm vụ của các YouTuber tham gia vào máy chủ đó là liên minh hoặc đối đầu với nhau, củng cố thế lực hoặc phản bội nhau, bành trướng lãnh thổ, từ đó tạo nên đế chế thống trị toàn thế giới. Từ sự tương tác như vậy giữa những YouTuber với nhau khiến SMP Earth như trở thành một cuộc thế chiến thực sự, nơi không chỉ kỹ năng, chiến lược của họ mà còn từ những cuộc phản bội, plot twist đỉnh cao, khiến đây trở thành một series cực kỳ được người xem yêu thích. Oh guys, you guys aren't gonna believe this. This is gonna be the greatest build you've ever seen. Look at this. Can you guys believe that I've finally finished my dirt shack? I will be living in this dirt shack for the entirety of SMP Earth. No one's allowed to grief this dirt shack at all. I'm thinking I'll fit a chest in here so I can like I can stand by the door. We got a torch here for the lighting so no mobs can build in my dirt shack. It's pretty good. It's pretty advanced. Also, we have these kind of low effort walls around the dirt shack so people can't attack the dirt shack, but that's not of importance here. Check out the dirt shack. Oh my god. Oh, it's beautiful. Từ đây, Alex với đế chế nam cực của mình đã thống trị không chỉ trái đất mà còn mở rộng lãnh thổ lên cả mặt trăng. Đây cũng là nơi mà mối quan hệ của Technoblade với những người bạn của mình là Weber Scott, Philza và Tommy trở nên khăng khít. Họ là những người bạn thân thiết và truyền cực kỳ nhiều cảm hứng cho anh trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp YouTube của mình. Sang tháng 4 năm 2020, anh cùng 3 người đồng đội của mình tham gia giải Minecraft Championship và hoàn toàn thống trị giải này, xếp chung cuộc với vị trí số 1. Xenoblade cũng giành luôn danh hiệu MVP cho riêng mình với 4.307 điểm cá nhân, hơn tới 1.000 điểm so với người đứng thứ 2. Cũng trong khoảng thời gian đó, Xenoblade thực hiện các video của mình với chế độ chơi Skyblock, nơi anh được mệnh danh là người đàn ông nhanh nhất Skyblock. Cũng như với series Đại chiến Khoai Tây, anh đã giành lấy danh hiệu hạng nhất Khoai Tây từ người chơi I'm a Squid Kid. Các series kể trên đều có được lượng view cực kỳ khủng, biến Xenoblade từ một kênh lớn về Minecraft trở thành một trong những YouTuber nổi tiếng nhất. Nó lại càng được củng cố hơn qua một trận đấu với giá trị giải thưởng lên đến $100,000 do MrBeast tổ chức, nơi anh đã đánh bại Dream, YouTuber số 1 về Minecraft, trong trận solo 1-1. Anh sau đó cũng trở thành bạn thân với Dream, gia nhập máy chủ SMP Dream vào ngày 23 tháng 9 năm 2020. Với những bảo chứng tuyệt vời đó, anh tiến băng băng trên con đường tiến tới 100 triệu sub của mình, nếu không muốn nói nó chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi anh đạt được ước mơ đó, hoặc ít nhất. Đó là điều mà mọi fan hâm mộ của anh, những người luôn yêu quý anh và ủng hộ anh, tin như vậy. Tuy nhiên, sau buổi livestream cuối cùng vào ngày 7 tháng 6 năm 2021, kênh YouTube của anh đột ngột dừng việc upload video. Techno cũng im bặt trên mạng xã hội, khiến fan rất bất ngờ và không hề biết về thực hư sự biến mất này. Mãi tới gần 3 tháng sau, vào ngày 28 tháng 8 năm 2021, anh mới đăng tải video với tựa đề "Tôi đã ở đâu". Video khởi đầu một cách hoàn toàn bình thường với việc Techno giới thiệu mẫu gấu bông mới nhất của mình. Thế nhưng sau đó, anh đã tiết lộ lý do mình không đăng video là vì vấn đề sức khỏe. Đó là vào khoảng tháng 7, khi anh đột nhiên thấy tay mình sưng và đau một cách dữ dội. Ban đầu anh nghĩ có thể là do stress và mệt mỏi thông thường do làm việc quá sức. Vì anh đã liên tục thực hiện các video để đăng lên với tiến độ một video một tuần, nên anh đã nghỉ ngơi một vài ngày sau đó. Nhưng tình hình không khả quan hơn. Và khi nhận thấy vai của mình cũng sưng lên, anh quyết định đi khám. Anh được chẩn đoán là đã mắc sarcoma, một loại ung thư hiếm tấn công vào xương và các mô mềm trên cơ thể, bao gồm các hệ thống cơ, gân, mạch máu và niêm mạc các khớp. I could have like the thumbnail be a giant red arrow pointed to my tumor with the caption "Might die, not clickbait". Đó là lúc anh bắt đầu vào quá trình kiểm tra sinh thiết, sau đó là phác đồ hóa trị, xạ trị cho căn bệnh của mình.
Thế nhưng ta không hề thấy một chút e sợ hay tuyệt vọng nào trong giọng nói vẫn mạnh mẽ và truyền cảm hàng ngày của anh. Could you imagine, like, look at me, I was like a healthy 22-year-old, I like barely went to the doctor, or even for like regular appointments, I guess I went to the dentist, that's the one thing I did. I was the freest paycheck they've ever seen in their lives, they could have been milking money off of me for decades, and then bam, cancer, bro. Kết thúc video là lời khuyên của anh đến với mọi người, hãy tiêm vaccine phòng COVID và chú ý giữ sức khỏe của mình. Ngay khi video được đăng tải, các YouTuber khác cũng đã lên tiếng để ủng hộ và sẽ ủng hộ anh. Hashtag Techno Support đã xuất hiện và thịnh hành trên các mạng xã hội. Ở giải Minecraft Championship tiếp theo mà Techno không tham gia, đội của Dream đã tổ chức quyên góp cho quỹ nghiên cứu ung thư. Sự kiện này sau đó đã gây quỹ được $20,000. Ở giai đoạn tiếp theo đó, Alex về quá trình điều trị vẫn đang tiếp tục của mình, đã thực hiện sự kiện gây quỹ, quyên góp được tổng cộng $322,900, tương đương với 7,5 tỷ Việt Nam đồng cho tổ chức nghiên cứu Sarcoma. Tới ngày 23 tháng 12 năm 2021, anh đăng một video với tiêu đề "Tôi suýt trở thành người cụt tay". Vẫn bằng chất giọng mạnh mẽ và hài hước thường ngày của mình, anh thông báo về kết quả của quá trình hóa trị xạ trị, rằng nó không tiến triển tốt lắm và anh có thể sẽ phải cưa đi cánh tay của mình. I'm talking to my surgeon, and he's not coming out and saying this 100%, but the vibe I'm getting is that he thinks it's going to be necessary to amputate my right arm to actually get the cancer. And so, you know, I'm preparing for this like anybody would. I got a Google Doc open. I'm writing down all the jokes I'll be able to tell when I have one arm, like, if you're happy and you know it, clap your hands. Thế nhưng Techno cũng chỉ nói đơn giản rằng anh đã nghĩ ra những câu đùa để làm video sau khi mình bị cưa tay. Với bản thân mình, một người mình tự nhận là may mắn và có một sức khỏe tốt, thật khó để có thể hiểu được hoàn toàn tâm trạng của những người không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng qua sự lạc quan tuyệt vời của Techno, mình chỉ có thể thấy thật đáng ngưỡng mộ và phi thường khi Alex có thể nói về việc cánh tay suýt bị cưa đi và căn bệnh ung thư của mình như một câu chuyện cười bịa ra nào đó vậy. So a week later, I go to meet up with my oncologist who pokes my tumor a bit and goes, "Wow, treatment is going fantastic. This is amazing. Oh, your arm? Don't even worry about your arm, bro. Your arm's gonna be fine." And I'm like, "Oh, so this is pretty nice, you know? Having two arms is pretty convenient. I'd like to continue this trend." And so 3 days later, I have an appointment with my radiation therapist who tells me, "Oh, yes, I actually just had a meeting with your surgeon, and we've been going over the post-embolization scan, and we've determined that the cells dying off have caused the tumor to swell dangerously, and we need to cancel all treatment and amputate your right arm next week, and it might be too late." And I'm like, I thought things were good. And then my surgeon calls mid-appointment and has me schedule an appointment so that my family and I can make, and I'm quoting directly, "a difficult decision." At this point, I'm sitting here like, "Goodbye, right arm." We've had a good 22 years. We've won a lot of Minecraft tournaments, but you did mess up mitosis. You've got no one to blame but yourself. Take some responsibility. Đó thực sự là một phút nghẹn lại với nhiều luồng cảm xúc trái ngược đan xen với nhau. Đối với người hâm mộ trên toàn thế giới của anh và với chính bản thân của Technoblade, nhất là một tuần sau đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021, channel của anh chính thức đạt 10 triệu sub. Có thể nói đây là ước mơ lớn nhất luôn cháy bỏng trong anh từ những ngày đầu mở kênh YouTube và vận lộn để tìm những người xem đầu tiên. Ngày hôm đó trôi qua thật trầm lặng và bình thường, không có livestream countdown, cũng không có clip chúc mừng. Fan thì vẫn gửi lời chúc thật nồng nhiệt kèm với những lời chúc mong anh sớm khỏe mạnh, nhưng nhân vật chính thì chẳng thể xuất hiện. Tuy nhiên Technoblade thì vẫn là Technoblade, căn bệnh ung thư kia chẳng thể nào làm khuất phục lòng tốt và ngọn lửa sống cháy mãnh liệt trong anh. Anh vẫn tiếp tục kêu gọi các khoản tài trợ cho quỹ chống ung thư, mở sự kiện gây quỹ Minecrafter vs Cancers, và nó cũng tạo ra một hiệu ứng tích cực. Các YouTuber khác cũng cực kỳ hưởng ứng phong trào của anh. Họ kêu gọi fan và đồng thời thêm các chiến dịch gây quỹ vào video của mình. Những nỗ lực đó của Tech không chỉ mang lại cơ hội cứu sống hàng triệu người mắc ung thư trên thế giới, nó còn trực tiếp tiếp thêm động lực cho chính anh trong cuộc chiến đấu với ung thư của mình. Quỹ nghiên cứu Sarcoma đã nhận được tới hơn $500,000 từ số tiền của Techno và các fan của anh đóng góp. Nhưng đáng tiếc, điều mà các fan của anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, video với tiêu đề "So Long Nerd"
đã được đăng tải trên channel của anh. Thế nhưng chẳng có sự comeback nào ở đây cả. Thay vào đó, chúng ta được nhìn thấy bố của Technoblade và ông thông báo rằng Alex đã qua đời. Một bức thư mà Alex đã để lại cho các fan hâm mộ của mình 8 giờ trước khi anh nhắm mắt, và bố của anh đã đọc nó. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I am dead. So let's sit down and have one final chat. My real name is Alex. I had one of my siblings call me Dave one time in a deleted video from 2016, and it was one of the most successful pranks we've ever done. Thousands of creepy online dudes trying to get overly personal going, "Oh, hey, Dave, how's it going?" Sorry for selling out so much in the past year, but thanks to everyone that bought hoodies, plushies, and channel memberships. My siblings are going to college. Well, if they want to. I don't want to put any dead brother peer pressure on them. But that's all from me. Thank you all for supporting my content over the years. If I had another 100 lives, I think I would choose to be Technoblade again every single time, as those were the happiest years of my life. I hope you guys enjoyed my content and that I made some of you laugh. And I hope you all go on to live long, prosperous, and happy lives. Because I love you guys. Technoblade out. Sau 10 tháng và 7 ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư, Technoblade đã qua đời. Còn hơn cả sự mất mát, đó là một cú sốc cực kỳ dữ dội lên mình và lên cả những fan hâm mộ trên khắp thế giới của anh. Con người tuyệt vời về khiếu hài hước ấy, với sức sống và niềm lạc quan đáng ngưỡng mộ ấy, mang trong mình hoài bão và cả sức sáng tạo không ngừng nghỉ ấy, đã khép lại cuộc hành trình kỳ diệu của mình ở tuổi 23, khi còn cả một sự nghiệp và tương lai cực kỳ sáng lạng ở phía trước. Nguồn năng lượng của anh đã lan tỏa tích cực và truyền cảm hứng cho hàng triệu con người trên thế giới, những người hàng ngày vẫn bật video của anh lên, nhìn anh tận hưởng từng giây phút cháy hết mình với đam mê để nạp lại năng lượng cũng như sự tự tin của họ. Ngày hôm đó, hàng loạt những YouTuber và những người có sức ảnh hưởng đã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn của mình với sự ra đi của anh. Minecraft đã thêm vương miện cho chú lợn ở màn hình launcher của trò chơi. Server Hypixel đã thêm một khu vực để tưởng niệm, cũng như để mọi người có thể gửi những lời nhắn, lời chia buồn. Sau đó cũng sẽ được chuyển trực tiếp đến với gia đình anh. Quỹ nghiên cứu chống ung thư Sacroma cũng bày tỏ sự thương tiếc và biết ơn đến những đóng góp vô cùng to lớn của anh tới công cuộc phòng chống ung thư trên toàn thế giới. Chúng ta đã mất đi một người tuyệt vời, và Minecraft vĩnh viễn thiếu đi một gia vị riêng mà chỉ mình Technoblade có. Như những lời cuối cùng tưởng nhớ đến anh và những cống hiến mà anh đã đóng góp, mình xin trích dẫn một câu nói: khi bạn mất vì ung thư cũng chết theo. Vì vậy, nó là một trận hòa. Bởi đó nên vị vua lợn của chúng ta chưa bao giờ thua cuộc. Đừng buồn vì những gì đã qua, hãy cảm thấy biết ơn vì nó đã diễn ra và trở thành một ký ức tuyệt vời trong tim của tất cả chúng ta. Và hãy nhớ rằng, một người chỉ thực sự biến mất khi không còn ai nhớ đến họ. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn lưu trữ những ngày tháng bên nhau đầy hoài niệm ấy, Technoblade sẽ không bao giờ chết. Rest in peace, Peking.